Ha Ji-won qua đời, bà xã Trần Thành chia sẻ cô luôn khao khát có đứa con nhưng vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ căn bệnh ung thư tái phát và khó có thể có con. Điều này được Ha Ji-won xúc động giải bày trong tập cuối của một chương trình tại Tech Show vừa phát trên kênh sóng truyền hình. Theo đó, bà xã Trần Thành cho biết từ xưa đến nay cô luôn khao khát có con. Tuy nhiên khi dưới 30 tuổi, cô lúc nào cũng cân nhắc việc này bởi nghĩ rằng muốn có con thì cần phải có kinh tế ổn định trước rồi từ đó mới có tiền lo cho con được học hành đến nơi đến chốn và có cuộc sống đầy đủ. Có điều không may cho Ha Ji-won là đến năm cô gần 30 tuổi. Khi bản thân có thể kiếm ra tiền, tự mua cho mình một căn nhà và bắt đầu nghĩ đến chuyện có con cái, thì cô lại phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung, sau đó cô đã phải mổ 2 lần để điều trị. Từ đó tới nay, đã 5 năm trôi qua, Ha Ji-won ngỡ rằng mọi thứ đã ổn định, song mới đây, khi đi khám lại, cô được bác sĩ thông báo căn bệnh này vẫn có nguy cơ tái phát. Cụ thể như chia sẻ từ Ha Ji-won thì bệnh của cô không có cách nào để điều trị cả. Miễn là cô phải khỏe và miễn dịch tốt thì tự nó bị tiêu diệt. Không được thì sức khỏe sẽ thể đi và phát triển thành ung thư. Vấn đề làm cô cảm thấy đau lòng nữa là nếu lần này bệnh ung thư tái phát thì có thể cô sẽ bị vô sinh. Ha Ji-won tâm sự cô vốn là người mà những gì không hay, không vui đều tự mình nuốt ở trong lòng chứ không bao giờ nói cho mẹ biết. Gần đây cô đi khám lại để kiểm tra sức khỏe và nhận được kết quả không vui cho lắm. Kết quả này cô đã không bao giờ để báo cho mẹ. Vì sợ bà lo lắng, song em gái của Ha Ji-won đã khuyên cô không nên giấu. Không nên cái gì cũng chịu đựng một mình, nếu chị không nói và mẹ biết tin này từ người ngoài thì sẽ rất buồn. Câu nói này của em gái đã khiến Ha Ji-won trực tỉnh và quyết định mở lời kể về mẹ, tình trạng của sức khỏe mình. Cũng theo Ha Ji-won, cô không dám gọi điện thoại mà chỉ nhắn tin cho mẹ để thông báo rằng tình hình của con là vậy đó, nên cũng khổ, cũng lo. Sau khi nghe con gái nói ra điều đó, mẹ của Ha Ji-won đã cố gắng giữ bình tĩnh. Bà không khóc mà động viên cô, nếu như việc có con khó khăn quá thì tính cách khác cũng được. Đồng thời mẹ Ha Ji-won cũng khuyên cô gái, có bất kỳ khó khăn gì cũng nói cho bà biết, đừng giữ ở trong lòng rồi chịu đựng một mình. Thời gian gần đây, Ha Ji-won bị đồn mang thai con đầu lòng với Trần Thành khi thường xuyên mặc vải rộng, tránh lộ vóc dáng hay bức ảnh mừng sinh nhật có bức ảnh giống hình siêu âm thai nhi. Cho dù cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng việc Trần Thành và Ha Ji-won chưa sinh con sau 5 năm chung sống khiến cư dân mạng quan tâm. Nam MC Đình Đám xuất hiện trên chương trình livestream Thành phố 18 giờ và có những chia sẻ. Giải đáp khúc mắc của nhiều người, vì sao chúng tôi không có con, tôi biết có nhiều anti-fan nói rằng Trần Thành thế này, thế nọ, nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể, mà tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con, có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm một sinh linh, nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ. Bao bọc của bố mẹ, nhiều khi tôi không muốn con mình lớn lên sẽ như thế nào. Tôi hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ, lại làm những điều tốt hơn cho xã hội, thay vì ngày mai có xảy ra gì chúng ta đâu biết, Trần Thành bày tỏ. Những tâm sự của ngôi sao bố già thay cho lời phủ nhận về tin đồn mang thai của Ha Ji-won suốt thời gian qua. Về phía nữ ca sĩ, cô cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh, luyện tập thể dục thể thao, khoe eo thon, khéo léo, dập tắt nguồn cơn những đồn đoán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.